Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có hàng chục dự án trạm biến áp và lưới điện chung hạ áp do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư. Để sớm đi vào vận hành phục vụ nhân dân, các dự án đều được tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ đề ra. Phải thi công trong điều kiện địa hình thời tiết không thuận lợi, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đã được đưa vào vận hành đúng tiến độ. Để đạt được tiến độ đó thì sự tham gia phối hợp hỗ trợ rất nhiệt tình, hiệu quả của các cấp chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các huyện có vùng dự án đi qua. Tại huyện Đông Sơn, sau 4 tháng thi công dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV với tổng vốn đầu tư 96 tỷ đồng cũng đã hoàn thành các hạng mục xây lắp, dự kiến đóng điện vào cuối tháng 12. Giữa chủ đầu tư và các đơn vị thi công ở đây là đang phối hợp rất tốt với nhau. Cụ thể thì ở trên công trường bây giờ đã đang có hai đơn vị thi công, một đơn vị xây lắp và một đơn vị lắp đặt thiết bị. Quyết liệt trong cái việc chỉ đạo và điều hành đối với các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn. Ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đóng điện, khai thác sau đầu tư. Và đặc biệt là cái công tác giải phóng mặt bằng trong quá trình thi công. Từ năm 2019 đến 2023, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã và đang triển khai 346 dự án 110 kV chung hạ áp tại Thanh Hóa, tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2025 sẽ tiếp tục đầu tư thêm 3.350 tỷ đồng để nâng cấp hoàn thiện hệ thống lưới điện ở địa phương này. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 12 tại Bảo tàng tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vinh dự đón nhận quyết định này. Ông Phạm Đình Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với ba hiện vật mặt nạ vàng và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ dỗ bà Phi Yến. Ba mặt nạ vàng là những hiện vật vô cùng đặc sắc, được làm từ kim loại quý, với trình độ kỹ thuật chế tác điêu luyện, có niên đại hơn 2.000 năm, là giai đoạn chuyển tiếp từ tiền ốc eo lên văn hóa ốc eo. Ba mặt nạ vàng còn nguyên vẹn độc đáo duy nhất chỉ có ở Bà Rịa Vũng Tàu. Việc Bà Rịa Vũng Tàu được đón nhận bảo vật quốc gia và một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên này sẽ là nguồn động lực lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cả nước nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Ngày 23 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng và Trường Đại học Đà Lạt tổ chức hội thảo khoa học phát huy giá trị thương hiệu thành phố Festival Hoa Đà Lạt và phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, kinh tế, nhà khoa học và nhà quản lý ngành liên quan. Tại hội thảo phát huy giá trị thương hiệu thành phố Festival Hoa Đà Lạt và phong cách người Đà Lạt, ban tổ chức đã nhận 44 bài báo khoa học và tham luận. Ban tổ chức đã tiến hành thẩm định chuyên môn có phản biện để chọn 30 bài báo và 3 tham luận để đưa vào tập ký yếu khoa học của hội thảo, được xuất bản bởi nhà xuất bản Tài chính. Kết luận hội thảo, ban tổ chức đã ghi nhận Festival Hoa Đà Lạt là một thương hiệu chỉ có ở Đà Lạt với quy mô mang tính quốc gia và quốc tế, được tổ chức 2 năm một lần. Tuy nhiên, cần phải được xây dựng thành chiến lược phát triển dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh do Đà Lạt đang tiến hành hiện nay. Cũng trong ngày hôm qua, tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trọng thể lễ phát động phong trào học tiếng Anh, nhân rộng các mô hình tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng tiếng Anh trong các trường phổ thông trên quy mô toàn quốc. Lễ phát động phong trào học tiếng Anh, nhân rộng các mô hình tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng tiếng Anh trong các trường phổ thông trên quy mô toàn quốc là việc cụ thể hóa đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ngành giáo dục các địa phương trong toàn quốc tổ chức phát động phong trào học và sử dụng tiếng Anh trong các trường phổ thông. Các cơ sở giáo dục, bên cạnh việc dạy và học ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức triển khai nhiều hoạt động giáo dục hỗ trợ việc dạy học ngoại ngữ như thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm tiếng Anh, ngày hội nói tiếng Anh, trại hè ngoại ngữ. Đối với cán bộ giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nghiên cứu tham khảo và sử dụng hiệu quả bộ sổ tay hướng dẫn xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình ngày 23 tháng 12 đã tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhất và tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực vượt khó phát triển toàn diện cả 3 khu vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy hải sản. Tốc độ tăng trưởng ngành đạt trên 3%, cao nhất từ trước đến nay. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phát triển nông nghiệp và nông thôn năm 2022. Chiều ngày hôm qua, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức hội thảo về vấn đề giao dịch thị trường bất động sản hiện nay và xu thế thị trường năm 2023. Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, giao dịch trên thị trường bất động sản đang là thấp nhất trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Khôi, năm 2022, thị trường bất động sản cũng như các doanh nghiệp bất động sản trên toàn quốc gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Các quy định về kinh doanh cũng thay đổi và chồng chéo, cản trở sự phát triển của thị trường. Phân khúc nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân vẫn đang thiếu hụt trầm trọng. Giá nhà phân khúc này liên tục tăng cao, nhưng giao dịch lại trầm lắng, đặc biệt là trong quý 3. Với diễn biến năm 2022 như hiện nay, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dự báo, năm 2023, bất động sản công nghiệp sẽ phát triển mạnh.